Xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay bên máy móc Minh Chí xin phép được giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm súng xịt vệ sinh khoang máy khá là ok anh em ạ. Sản phẩm này chạy khí nén anh em nhé. Thì cấu tạo của súng cũng khá đơn giản thôi. Ở đây là một đầu chúng ta gắn vào máy nén khí này. Ở đây là cò này. Ở đây là bec phun này. Ở đây thì có một cái đầu vòi. Một đầu thì chúng ta gắn vào nước, chúng ta rửa. Còn đầu còn lại thì chúng ta gắn vào súng ở đây. Ở đây thì anh em chúng ta có thể chỉnh được cái tốc độ. Khi mà mình review cái sản phẩm này thì mình sẽ lồng cho anh em cái video hướng dẫn sử dụng của cái súng phun xịt rửa lốc máy này. Rất là ok anh em ạ. Đây là một trong số những cái dòng giá rẻ chất lượng ở trên thị trường mà nhiều anh em cũng đang tìm kiếm. Đó, thì bên máy móc Minh Chí ngày hôm nay đã có mẫu đầy đủ cho anh em rồi. Và có video hướng dẫn sử dụng luôn. Nói chung là cái súng này thì cũng khá là dễ dàng sử dụng thôi. Anh em mua về thì cũng không có gì phải lăn tăn cả. Đây là một trong số những cái dòng sản phẩm mà bên máy móc Minh Chí đang phân phối. Anh em nào chúng ta có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ nhé. Sản phẩm này đến từ Trung Quốc anh em ạ. Giá khá là rẻ thôi. Đây. Tôi định là quay những cái shot hình riêng dành cho anh em. Nhưng mà tôi thấy nó cũng khá là nét. Thành ra là tôi sẽ zoom gần luôn. Đỡ phải slow motion để cho anh em chúng ta nhìn. Đây. Đầu này cắm á. Như này là ok thôi. Khá là tiện anh em ạ. Rồi. Anh em nào cần cái súng xịt rửa khoang máy này thì các bạn có thể liên hệ với cả bên mình nhé. Bên mình ship hàng đến tận nhà cho anh em. Xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Rất là hy vọng cái mẫu sản phẩm súng xịt rửa khoang máy này nó sẽ phù hợp với cả cái công việc của anh em. Bài viết này, video này, hình ảnh này, giá này, mình đã để ngay dưới phần comment để cho anh em chúng ta có thể kéo xuống đặt mua các cái link Shopee, Sendor, Lazada mình cũng đã đầy đủ cập nhật rồi. Anh em chỉ việc kích vào cái đường link mình để ở dưới phần comment đây thì anh em sẽ có được giá này, bài viết này, video này, hình ảnh này. Đấy, cho nên là anh em không cần phải lăn tăn nữa nhá. Bên mình sẽ công khai đầy đủ ở trong cái phần website của bên mình. Anh em chỉ việc kích vào thôi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Chí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Chí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên máy móc Minh Chí thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên máy móc Minh Chí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý. Và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn, để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố. Có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ máy móc Minh Chí. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.